Người ta nói, mỗi ngôi nhà vườn ở Huế là một bảo tàng. Ở đó cất giữ những câu chuyện của cây cối, ký ức, tình yêu. Những câu chuyện gốm trong khu nhà vườn lang viên cổ tích của gia tộc họ Thái đất Kim Long sẽ kể cho chúng ta nghe thêm về cuộc sống, đất đai, con người xứ Huế từ ngàn xưa cho đến hôm nay và niềm đam mê của những người yêu gốm. Ở trên nền đất xưa này, ngày trước, những người con gái được sinh ra ở đây đều được đặt tên, ông chủ tôi đặt tên là Lan. Thành thử, khu vườn này là khu vườn của những người con gái được sinh ra có tên là Lan, chứ không phải là khu vườn của riêng Thái Kim Lan. Lan viên cổ tích là nơi tích lũy những cổ xưa, những cái xưa cũ, và muốn nó trở thành một lời dặn, một thứ của tin, một thứ trao gửi gìn vàng giữ ngọc cho mai sau. Bởi vậy thành thử lang viên cổ tích ở trong nghĩa là tất cả những cái gốm mà được sưu tập ở đây đều nằm trong cái thao thức, nằm trong cái lời nhắn gửi của người xưa làm thế nào để lưu giữ lại di sản và làm cho di sản đó luôn luôn là của bảo ở trong nhà của mỗi một con người. Ngày 17 tháng 4 năm 2022, lễ ra mắt bảo tàng gốm cổ sông Hương ở lang viên cổ tích là sự mở đầu một hành trình mới của gốm sông Hương. Người ta không biết ở đáy sông sâu còn cất giấu những điều bí ẩn nào nữa. Và với hàng ngàn hiện vật gốm được giới thiệu từ ngày này, sẽ giúp người đời nay hiểu thêm được tiếng nói của gốm, hiểu thêm về cha ông ta xưa đã sống và làm việc như thế nào. Trong thế giới hoang sơ, họ đã để lại dấu ấn tâm hồn mình qua nghệ thuật trang trí trên gốm, trí thông minh và sự khéo léo của đôi bàn tay. Trong khu vườn lang viên cổ tích, để có một bảo tàng hôm nay, phải bắt đầu bằng câu chuyện kể về những người yêu gốm. Đó là hành trình sưu tập hơn 40 năm của hai anh em nhà họ Thái, Thái Nguyên Bá, Thái Kim Lan, cùng một nhà nghiên cứu nổi tiếng của Huế, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan. Hành trình làm nên cái bảo tàng gốm có lẽ là nó bắt đầu từ một cái nồi đất thôi. Từ một cái nồi đất mà mình đã từng ăn ở trong gia đình từ xưa khi còn bé cho đến lúc đi du học nước ngoài. Thì cái hình ảnh nồi đất nó vẫn còn lưu giữ ở trong tâm khảm của tôi. Tôi say mê cái màu gốm, say mê cái hình thù của gốm, nó chân chất, nó gợi lại cho tôi rất là nhiều quá khứ và nó kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện của dòng sông mà nơi đó anh em chúng tôi đã tắm gội ở trong đó. Tôi rất cảm ơn người anh cả của tôi là họa sĩ Thái Nguyên Bá, là người đã nâng đỡ và đồng cảm với tôi ở trong rất nhiều cái quan điểm về nghệ thuật, và anh chính là người đã tiếp quản và giúp tôi sưu tập, mua lại những cái hiện vật được vớt từ sông Hương. Đối với các bạn bè thuở trước thì có hai địa chỉ sưu tập gốm, đó là địa chỉ của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan và cái địa chỉ thứ hai âm thầm hơn là địa chỉ Thái Nguyên Bá, Thái Bá. Dạ, tại Bạch Đằng. Ở Huế,
mọi người đều biết về niềm say mê gốm kỳ lạ của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan. Là một thầy giáo với tiền lương khiêm tốn, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan dành dùng từng món tiền nhỏ, sưu tập theo sức của mình. Ông mua cả gốm lanh và gốm bể. Còn họa sĩ Thái Bá và tiến sĩ Thái Kim Lan thì sưu tập gốm lanh. Nhưng mà may thay, bể và lanh hiện nay ở trong bảo tàng gốm của chúng tôi đều có cả hai. Và đó là hạnh phúc của tôi. Hành trình đó là một hành trình thật ra là cũng nhiều gian nan. Từ khi sưu tập gốm cách đây khoảng thập niên 80 cho đến bây giờ ngót nghét cũng được gần 40 năm. Khi trở về đây, đứng ở trên cái nền nhà này, ở trên cái đất xưa này, ở trước cái bờ sông Hương này, đây là một cái không gian mà quý báu vô cùng, không có thể nào mình để nó mai một được. Đây là một không gian văn hóa của nhiều thế hệ, và nếu mình để nó tàn tạ thì thật là có lỗi, và có lỗi với ông bà, có lỗi với đất nước này, và cũng có thể nói là có lỗi với văn hóa. Thành thử đó là cái ý tưởng tại sao tôi cố gắng để hoàn thành cái bảo tàng gốm sông Hương. Từ gốm sưu tập cất trong kho, để ngoài vườn, trong góc nhà, cho đến khi bảo tàng hình thành, hiện vật gốm cất lên tiếng nói khoa học trong khu vườn này là một chặng đường dài của nhiều nỗ lực, tâm huyết, tiền tài, ý thức trách nhiệm và cả lương duyên để châu về hợp phố. Có một cái cơ duyên khiến cho tôi từ Hà Nội vào xứ Huế, khởi nguồn lại chính là từ nhà nghiên cứu văn hóa Hồ Tấn Phan. Vào năm 2008, trong quá trình làm tư liệu cho luận án, thì tôi đã đến gặp nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan, người sở hữu bộ sưu tập cổ vật vớt sông Hương lớn nhất ở Huế. Và trong vòng hơn 10 năm, cùng với nhà nghiên cứu sắp xếp, phân loại, giám định niên đại cho các cổ vật từ sông Hương, thì tôi đã gắn bó với vùng đất Huế và yêu những cái cổ vật ở sông Hương từ lúc nào. Giai đoạn sau này, cơ duyên lại đưa đến từ đường Thái Tộc với giáo sư tiến sĩ Thái Kim Lan. Nằm dưới đáy sông sâu hơn 3.000 năm, làm sao những gốm cổ này không bị tan ra, không bị tiêu hủy trong một thời gian dài như thế, trong môi trường nước như thế? Kết quả giám định niên đại những hiện vật gốm cổ vớt từ sông Hương cũng gây bất ngờ và xúc động cho các nhà khoa học. Và câu chuyện kể của gốm xin được bắt đầu. Cái hiện vật mà khiến cho tôi cảm thấy xúc động nhất khi mà nó mở ra một cái quá khứ lịch sử dài đến hơn 3.000 năm chính là một chiếc bình gốm thuộc giai đoạn Tiền Sa Huỳnh, được đưa lên từ sưu tập của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan. Và trong sưu tập của họa sĩ Thái Nguyên Bá và cô Thái Kim Lan cũng có những hiện vật thuộc văn hóa Sa Huỳnh hơn 2.500 năm cách ngày nay. Chúng ta mới có một di chỉ khảo cổ học, đó là di chỉ Cồn Ràng ở Huế, cho chúng ta biết về những cái cư trú rất là sớm của cư dân văn hóa Sa Huỳnh ở Thừa Thiên Huế. Và nay lòng sông Hương cũng vẫn bảo tồn được rất nhiều di vật từ những cái giai đoạn văn hóa Tiền Sơ Sử. Trong bảo tàng gốm cổ sông Hương có gần như đầy đủ những vật dụng cần thiết trong đời sống con người, từ trong sinh hoạt cho đến lễ nghi, tôn giáo. Với các nhà sưu tập đồ cổ, điều quan trọng là chuỗi thời gian không bị đứt đoạn.
ở đây có một dòng thời gian liên tục hiện diện. Từ cách đây 3.000 năm, thời văn hóa tiền Sa Huỳnh, hay muộn hơn, từ thế kỷ thứ 5 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau Công Nguyên. Đồ gốm văn hóa Champa, thiên niên kỷ thứ nhất. Đồ gốm giai đoạn Bắc thuộc thiên niên kỷ thứ nhất, giai đoạn đầu Công Nguyên. Đồ gốm thời đường Trung Quốc, thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 9. Đồ gốm thời Trần Hầu Lê, thế kỷ thứ 14, thế kỷ thứ 15. Đồ gốm thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18. Đồ gốm thời Lê Nguyễn, thế kỷ 18, thế kỷ 19. Đồ gốm thời Nguyễn. Đây là một trong những cái sưu tập cổ vật mà lớn nhất, không chỉ của Huế mà có thể nói là của Việt Nam, lại gắn liền với một dòng sông huyền thoại là sông Hương. Có thể nói ở trên một cái khía cạnh nào đó thì cái sưu tập đồ gốm sông Hương của giáo sái Kim Lan nó phản ánh cả lịch sử cả hơn ngàn năm phát triển của Huế, đặc biệt là cái lịch sử hình thành và phát triển của đô thị và của cư dân ở hai bên bờ sông Hương, gắn liền với lưu vực sông Hương. Có thể nói đây là một cái di sản rất quý, bởi vì nó sẽ kể lại nhiều cái câu chuyện lịch sử, nhiều cái tình tiết lịch sử mà trong chính sử chúng ta không thể có được. Chính vì vậy, nếu cái sưu tập này được đem ra trưng bày thì tôi có thể nói rằng nó không chỉ có ý nghĩa về mặt cổ vật mà nó còn là một cái giá trị di sản rất lớn để phản ánh, góp phần bổ khuyết vào cái lịch sử phát triển của vùng đất Huế, của đặc biệt là lịch sử phát triển đô thị Thừa Thiên Huế. Câu chuyện của gốm được kể trong bảo tàng gốm cổ sông Hương không phải là cuộc chơi dựa trên niềm đam mê, mà ở đó còn thể hiện một tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Đó là sự sắp đặt công phu, logic theo niên đại, thể loại và ẩn chìm trong đó những nét văn hóa đặc trưng của Huế. Đối với tôi, cái ý nghĩa của bảo tàng nó có một cái khía cạnh khác hơn là những cái sưu tập riêng tư. Đó phải là một nơi mà cái tính cách khoa học phải được hiện lộ, tính cách khoa học về lịch sử, về hiện vật, về giá trị cần phải được đánh giá kỹ lưỡng. Chúng ta có thể nhìn thấy những hiện vật gốm bị méo, gốm lửa nung không đều. Những hiện vật gốm còn in dấu vết của dòng sông, đa dạng họa tiết trang trí. Tất cả những cái con sông lớn ấy thì đều là những cái nôi văn hóa của các vùng đất. Những cư dân cổ luôn luôn chọn việc cư trú dọc hai bên bờ sông. Và đặc biệt đối với Thừa Thiên Huế thì sông Hương gần như là giữ lại được trọn vẹn các cái trầm tích văn hóa từ các lớp cư dân, từ thời tiền sơ sử cho đến ngày nay, dưới trong lòng sông. Dựa trên những cái sự khảo sát và nghiên cứu, những cái hiện vật được vớt lên từ sông Hương thì chúng ta có thể phục dựng lại được một cái bức tranh toàn cảnh về những thói quen sinh hoạt, về những tập tục nghi lễ của rất nhiều lớp cư dân của mảnh đất này. Huế có một cái trầm tích văn hóa tầng tầng lớp lớp, và nó sẵn sàng cung cấp những cái thông tin cho các người nghiên cứu, cho những người sáng tạo gần như không quá đáng là vô tận nếu chúng ta biết đi vào từng ngõ ngách của nó. Tôi ở Huế 2 năm rồi và tôi rất là thương sông Hương. I'm very surprised to hear that all those things are from the river. Actually, I thought like when it's in the river with water, it will be destroyed, you know, but this is like many of those objects are still very like whole and look like nearly like new. Seeing those objects and hearing the stories of the owner, it connects me to the river and to the people here in Vietnam even more. It makes me hear the voice of the river. I think the owner here
Thái Kim Lan is very helpful and so friendly. She had so much time for me to explain everything, and she really burns for it. It's her passion. Doing this project here, this museum, like, she helps the Vietnamese to protect the culture, to keep it in memory, so also for the following generations. So it's really a great job that she does here, you know. It's... Cảm ơn sông Hương đã cất giữ những hiện vật của người xưa. Nghề khảo cổ học dưới nước, đặc biệt là khảo cổ học ở đáy các lòng sông, chưa phát triển nhiều ở Việt Nam. Những hiện vật gốm ở lang viên cổ tích còn kể thêm cho chúng ta ngày nay câu chuyện về nghề làm cát sàn ở sông Hương cách đây 30-40 năm, một nghề mưu sinh cực nhọc. Những người thợ lặn dùng chiếc mặt nạ và lặn từng rổ cát sàn đổ lên một chiếc thuyền nhỏ. Trong quá trình làm việc, họ vô tình trở thành những nhà khai quật, và những hiện vật lành có, bể có ấy được đem bán cho các nhà sưu tập. Hồi ấy, việc mua bán theo mức cao hơn trao đổi ngày công mà thôi. Những hiện vật cổ xưa, nếu không có thuyết minh về niên đại, ý nghĩa lịch sử, văn hóa, từ đó cho thấy cuộc sống của con người đã liên tục phát triển đi lên như thế nào, thì người thượng làm sẽ không thể nào hiểu được những giá trị mà cổ vật để lại. Bảo tàng gốm cổ sông Hương là bảo tàng tư nhân thứ ba ở thành phố Huế đi vào hoạt động. Từ mô hình bảo tàng tư nhân của tiến sĩ Thái Kim Lan, cũng như tới đây sẽ có thêm một số mô hình khác từ người dân làm chủ, thì là những cái điều hết sức quý báu. Nó đang khởi động cho một cái phong trào để các cái gia đình, các cá nhân có điều kiện có thể đứng ra để xây dựng các cái bảo tàng, rồi tạo nên những cái không gian văn hóa. Đó tôi cho rằng là những cái không gian văn hóa bền vững, vì nó gắn liền với cái những cái tâm huyết, gắn liền với những cái giá thế lịch sử của dòng họ và của mỗi gia đình. Điều đó là một cái xu thế đang rất tích cực hiện nay, và điều đó cũng là một cái điểm rất đáng mừng trong cái tiến trình phát huy các cái giá trị văn hóa Huế trong cái thời gian sắp tới. Quan điểm của UNESCO về giữ gìn bảo tồn di sản chính là các cái di sản đó phải được lưu giữ trong cộng đồng, được cộng đồng chung tay cùng nhau bảo vệ và phát huy giá trị, thì nó mới mang ý nghĩa đầy đủ của các giá trị di sản. Thì như vậy đó mới là đảm bảo cho sự thành công một cách bền vững cho cái sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa tại cố đô Huế. Quá khứ và hiện tại đã được kết nối bằng nhịp cầu của gốm, nhịp cầu của tình yêu và trách nhiệm công dân. Tình yêu ấy đang được lan tỏa và thẩm dần từng chút một trong bầu nhiệt huyết của những bạn trẻ hôm nay. Thêm một bảo tàng gốm cổ sông Hương ở trong một khu nhà vườn đậm chất Huế, bên dòng sông Hương thơ mộng, cổ tích và đời thường như thế, xoắn xuýt như thế, làm sao mà bạn không yêu Huế cho được?